phẩm 4 phẩm bố thí dana vaga một la mã kinh bố thí thứ nhất patama dana sutta 31 này các tỷ kheo có tám bố thí này thế nào là tám vì có người đến nên bố thí vì sợ hãi nên bố thí vì nghĩ rằng người ấy đã cho ta nên bố thí, vì nghĩ rằng người ấy sẽ cho ta nên bố thí, vì nghĩ rằng bố thí là tốt nên bố thí, vì nghĩ rằng ta nấu, những người này không nấu, thật không xứng đáng là người nấu lại không cho người không nấu, nên bố thí, vì nghĩ rằng do ta bố thí này nên tiếng tốt được truyền đi, nên bố thí. Vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm nên bố thí. Này các tỷ kheo, có tám bố thí này. Hai La Mã, Kinh Bố Thí thứ hai, Dutiza Dana mươi 32. Tín, Tàm và Thiện Thí, những pháp thiện sĩ cầu. Đường này gọi thiện đạo, đường này đi thiên giới. Ba La Mã, Kinh Căn Bản để Bố Thí ba mươi 33. này các tỷ kheo có tám căn bản để bố thí thế nào là tám vì lòng dục nên bố thí vì sân hận nên bố thí vì ngu si nên bố thí vì sợ hãi nên bố thí vì nghĩ rằng trước tổ tiên đã bố thí trước đã làm ta không xứng đáng là người để truyền thống này bị bỏ phế nên bố thí. Vì nghĩ rằng, sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mệnh chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, nên bố thí. Vì nghĩ rằng, khi ta bố thí, tâm được tịnh tín, do hân hoan, hỉ được sanh, nên bố thí. Vì trang nghiêm tâm, trang bị tâm, nên bố thí. Này các tỷ kheo! có tám căn bản để bố thí này. Bốn la mã, kinh thừa ruộng, khế ta sút ta, 34. Này các tỷ kheo, hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần này, được xem là không có quả lớn, không có vị ngọt lớn, không phải là địa điểm tăng thịnh. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Này các tỷ kheo, ở đây, thửa ruộng lồi lên lõm xuống, đầy đá và sạn, đất mặn, không có bề sâu, không có chỗ nước chảy ra, không có chỗ nước chảy vào, không có nước chảy, không có bờ đê. Như vậy, này các tỷ kheo, hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần này, được xem là không có quả lớn, không có vị ngọt lớn, không phải là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần này không có quả lớn không có lợi ích lớn không có rực rỡ lớn không có dung cảm lớn maha vipharang thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo các sa môn các bà la môn có tà kiến tà tư duy tà ngữ tà nghiệp tà mạng tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy, này các tỷ kheo, bố thí giữa những sa môn, bà la môn thành tựu tám chi phần này không có quả lớn, không lợi ích lớn, không có sực rỡ lớn, không có dung cảm lớn. Này các tỷ kheo, hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần này được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo thửa ruộng không lồi lên lõm xuống không có đầy đá và sạn không có đất mặn có bề sâu có chỗ nước chảy ra có chỗ nước chảy vào có nước chảy có bờ đê như vậy này các tỷ kheo hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần này được xem là có quả lớn có vị ngọt lớn là địa điểm tăng thịnh cũng vậy này các tỷ kheo bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần này có quả lớn lợi ích lớn có rực rỡ lớn có dung cảm lớn thế nào là thành tựu tám chi phần ở đây này các tỷ kheo các sa môn các bà la môn có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định như vậy này các tỷ kheo bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần này có quả lớn lợi ích lớn có rực rỡ lớn có dung cảm lớn khi ruộng được đầy đủ hạt giống gieo đầy đủ khi mưa xuống đầy đủ lúa gặt được đầy đủ tai họa không có mặt tăng trưởng được đầy đủ rộng lớn được đầy đủ kết quả được đầy đủ cũng vậy sự bố thí giữa những người đủ giới và vật liệu bố thí cũng được sắm đầy đủ đưa đến sự đầy đủ vì sở hành đầy đủ vậy ai muốn đầy đủ phải tự mình đầy đủ phục vụ người đủ tuệ như vậy thành công đủ đầy đủ trí và đức với tâm được đầy đủ làm nghiệp được đầy đủ lợi ích được đầy đủ như thật biết cuộc đời đạt được kiến đầy đủ đường đầy đủ đi đến tiến đến ý đầy đủ vứt bỏ mọi cấu uế đạt niết bàn cụ túc, giải thoát mọi khổ đau, tức đầy đủ vẹn toàn. Năm La Mã Kinh Thọ Xanh Do Bố Thí Danupa Pati Sutta 35 Này các tỷ kheo, có tám thọ xanh do bố thí. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho sa môn hay bà la môn với đồ ăn đồ uống vải mặc xe cộ vòng hoa hương dầu thoa đồ nằm chú xứ đèn đuốc người ấy bố thí và mong hưởng quả thấy các sát đế lị đại phú hay các bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú sung túc đầy đủ thọ hưởng năm dục trường dưỡng người ấy suy nghĩ như sau. Mong rằng sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với sát đế lị đại phú, hay với bà la môn đại phú, hay với gia chủ đại phú. Người ấy móng tâm như vậy, chú tâm như vậy, tu tâm như vậy. Tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng. Sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với sát đế lị đại phú, hay với bà La Môn Đại Phú, hay với gia chủ Đại Phú. Ta nói rằng người ấy là người giữ giới, không phải là người hành ác giới. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa Môn hay bà La Môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, chú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả. Nghe rằng bốn thiên vương thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc. Người ấy suy nghĩ như sau, mong rằng khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở cõi trời bốn thiên vương. Người ấy móng tâm như vậy, chú tâm như vậy, tu tâm như vậy người ấy hướng đến hạ liệt không tu tập hướng thượng sau khi thân hoại mệnh chung được sanh cộng chú với chư thiên ở cõi bốn thiên vương ta nói rằng người ấy là người giữ giới không phải là người ác giới này các tỷ kheo người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh ở đây này các tỷ kheo có người bố thí cho sa môn hay bà la môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, chú sứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả. Nghe rằng chư thiên ở cõi trời 33, vân vân. Chư thiên ở cõi dạ ma thiên, vân vân. Chư thiên ở cõi đâu xuất thiên, vân vân. Chư thiên ở cõi hóa lạc thiên, vân vân chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên, sống lâu, có sung sắc, được nhiều an lạc. Người ấy suy nghĩ như sau. Mong rằng khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên. Người ấy móng tâm như vậy, chú tâm như vậy, tu tâm như vậy. Tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên. Ta nói rằng người ấy là người giữ giới, không phải là người hành ác giới. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến thanh tịnh. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho sa môn, bà la môn với đồ ăn, đồ uống, vân vân. Nghe rằng, chư thiên ở phạm chúng thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc. Người ấy suy nghĩ như sau, vân vân. Ta nói rằng, người ấy là người giữ giới, không phải là người hành ác giới, là người ly tham, không phải là người có tham. Này các tỷ kheo, người giữ giới thành công vì tâm hướng đến ly tham. Này các tỷ kheo, tám pháp này là tám pháp thọ sanh do bố thí. Sáu La Mã Kinh Phước Nghiệp Sự Punya Kirija Vatthu Sutta 36. Này các tỷ kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? Căn bản làm phước do bố thí. Căn bản làm phước do giới đức. Căn bản làm phước do tu tập ở đây này các tỷ kheo có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ không đạt được căn bản làm phước do tu tập người ấy sau khi thân hoại mệnh chung sanh làm người không may mắn manusado ba răng ở đây này các tỷ kheo có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh làm người có may mắn, Manut Ba Răng. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với bốn thiên vương thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, bốn thiên vương sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở bốn thiên vương trên 10 điểm. Tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn. Căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở tam thập tam thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên chủ Sắc Ca, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở ta va tinh xa trên 10 điểm. Tuổi thọ chư thiên, vân vân, thiên vị, thiên xúc. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung được sanh cộng chú với chư thiên ở Gia Ma Thiên. Tại đây, này các tỷ kheo, Thiên tử Suzama sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Zama trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, thiên vị, thiên xúc. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập người ấy sau khi thân hoại mệnh trung được sanh cộng chú với chư thiên ở tusita tại đây này các tỷ kheo thiên tử san tusita sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức vượt qua chư thiên ở Tusita trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, thiên vị, thiên giúp. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy sau khi thân hoại mệnh chung được sanh cộng chú với chư thiên ở Nima Narati, hóa lạc. Tại đây, này các tỷ kheo, thiên tử Sunimita, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Nima Narati trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, vân vân, thiên vị, thiên xúc ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô to lớn. Căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở Paranimita Vasavati, tha hóa tự tại. Tại đây, này các tỷ kheo, Thiên tử Vasavati, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua chư thiên ở Paranimita Vasavati trên 10 điểm, tuổi thọ chư thiên, dung sắc chư thiên, an lạc chư thiên, danh tiếng chư thiên, tăng thượng lực chư thiên, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị thiên xúc này các tỷ kheo có ba căn bản phước nghiệp này bảy la mã kinh cúng dường bậc chân nhân sapurisa dana sutta ba mươi bảy này các tỷ kheo có tám bố thí này của bậc chân nhân thế nào là tám cho vật trong sạch cho vật thù diệu cho đúng thời cho vật thích ứng cho với sự cẩn thận cho liên tục tâm cho được tịnh tín sau khi cho được hoan hỉ này các tỷ kheo có tám bố thí này của bậc chân nhân trong sạch và thù rượu đúng thời và thích ứng đồ uống và đồ ăn luôn luôn làm bố thí trong các ruộng tốt lành sống theo đời phạm hạnh, không có gì hối tiếc, bố thí nhiều tài vật. Những bố thí như vậy được bậc trí tán thán. Bậc trí thí như vậy với tâm tín giải thoát, không hại tâm an lạc, bậc trí sanh ở đời. Tám La Mã, Kinh Bậc Chân Nhân, Ba Sutta 38 này các tỷ kheo bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho người phục vụ người làm công đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho bạn bè thân hữu đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho các hương linh đã mất đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vua chúa đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho chư thiên đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho sa môn bà la môn ví như này các tỷ kheo một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người cũng vậy này các tỷ kheo bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho nhiều người đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho cha mẹ đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho vợ con đem lại lợi ích hạnh phúc an lạc cho người phục vụ người làm công, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho sa môn, bà la môn vì lợi ích nhiều người bậc trí sống gia đình không mệt mỏi ngày đêm cúng dường thật đúng pháp mẹ cha và tổ tiên nhớ ngày trước đã làm đối xuất gia không nhà kính lễ bậc phạm hạnh tin vững chú cúng dường biến pháp khéo xử sự là người đem lợi ích cho vua cho chư thiên là người đem lợi ích cho bà con bè bạn, là người đem lợi ích cho tất cả mọi người. Khéo an trú diệu pháp, nhiếp san tham cấu uế, hưởng cuộc đời hạnh phúc. Chín La Mã Kinh Nguồn Nước Công Đức Abhisanda Sutta 39. Này các tỷ kheo, có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử quy y Phật. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức Thứ nhất là nguồn nước thiện, vân vân, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử quy y pháp. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện, vân vân, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử quy y tăng. Này các tỷ kheo đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện, vân vân, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có năm bố thí này là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường thế nào là năm ở đây này các tỷ kheo vị thánh đệ tử đoạn tận sát sanh từ bỏ sát sanh này các tỷ kheo vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh đem cho sự không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh đem cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh đem cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, vân vân không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện, vân vân, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, vân vân đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, vân vân. Đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, vân vân. Đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho sự không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho sự không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng sự không sợ hãi, sự không hận thù, sự không hại. Này các tỷ kheo, đây là bố thí thứ năm là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, vân vân. Không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỷ kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 8, là nguồn nước thiện, vân vân, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, có tám nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sanh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Mười La Mã Kinh Quả Dị Thục của Hành Động Ác Đúc Charita Vipaka Sutta 40. Này các tỷ kheo, sát xanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ, quả dị thục, sát ba la, hu hết sức nhẹ của sát xanh, là bị làm người với tuổi thọ ngắn. Này các tỷ kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn đưa đến địa ngục đưa đến loài bàng xanh đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là bị làm người với sự tổn hại tài sản này các tỷ kheo tà hạnh trong các dục được thực hiện được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến địa ngục đưa đến loài bàng xanh đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là bị làm người với sự oán thù của kẻ địch này các tỷ kheo nói láo được thực hiện được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến địa ngục đưa đến loài bàng xanh đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là làm người bị vu cáo không đúng sự thật này các tỷ kheo nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là bị làm người với bạn bè bị đổ vỡ. Này các tỷ kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và bị nghe những tiếng không khả ý này các tỷ kheo nói lời phù phiếm được thực hiện được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến địa ngục đưa đến loài bàng xanh đưa đến cõi ngạ quỷ quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và bị nghe những lời khó chấp nhận. Này các tỳ kheo, uống rượu men, rượu nấu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loài bàng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu nấu là bị làm người với tâm điên loạn. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện